Những ngày gần đây, bữa ăn với thịt chuột đã được lan truyền chóng mặt với câu chuyện học sinh vùng cao ăn trưa kham khổ chỉ có cơm trắng với món thịt chuột chế biến sơ sài. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy? Bức hình liệu có phải được chụp gần đây hay không? Mời quý vị cùng theo dõi câu trả lời. Sau khi bức ảnh kèm dòng thông tin sai lệch về bữa ăn học trò vùng cao Quảng Nam được lan truyền chóng mặt trên mạng, trong ngày 12 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang vào cuộc và xác định bức ảnh này được chụp từ năm 2019 trong một hội thi ẩm thực. Cụ thể qua xác minh, Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang xác định bức ảnh hộp cơm trắng kèm thịt chuột được chụp vào tháng 12 năm 2019 tại điểm trường lẻ thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Thời điểm đó, trường mầm non Thạnh Mỹ có tổ chức hoạt động ngày Tết quê em, trong đó có hoạt động lễ hội ẩm thực truyền thống. Các giáo viên và học sinh tổ chức thi chế biến trưng bày món ăn truyền thống các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Để phong phú hơn, giáo viên đã vận động phụ huynh mang các thực phẩm, món ăn truyền thống của địa phương từ chế biến trưng bày. Một phụ huynh đã mang theo hộp cơm và thịt chuột rừng là món ăn dân dã quen thuộc của đồng bào. Thấy thú vị, một cô giáo đã chụp ảnh làm kỷ niệm, rồi mới đây người này có chia sẻ bức ảnh này trong một nhóm. Từ đây bức ảnh được lan truyền ra và bị chuyển tải sai lệch với nội dung ban đầu. Ông A Viết Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang khẳng định Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, đã đa số học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện được hưởng chế độ bán chú, bữa ăn trưa được các trường bố trí cho học sinh đầy đủ dưỡng chất. Phụ huynh nào không cho con ăn bán chú thì được nhận tiền và lo cơm trưa đầy đủ cho con em mình. Không có chuyện nhà trường hoặc phụ huynh tổ chức bữa cơm thịt chuột như hình ảnh đăng tải trên mạng ông sơn cũng cho biết trong đời sống đồng bào thịt chuột rừng sóc là món ăn dân dạ ưa thích không chỉ dùng trong bữa ăn thường ngày mà bà con còn dùng chiêu đãi trong các tiệc lễ cho nên việc ăn cơm với thịt chuột nếu có thì cũng là việc hết sức bình thường sau sự việc trên, ủy ban nhân dân huyện Nam Giang yêu cầu các trường giả soát, quan tâm hơn tới điều kiện của các học sinh, đảm bảo duy trì đầy đủ chế độ bữa ăn tại các cơ sở bán chú. Huyện cũng giao công an tiếp tục xác minh, kết luận và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc. Tóm lại, hoàn toàn không có chuyện học sinh ăn bán chú ở trường ăn cơm trắng với thịt chuột như tin đồn bị lan truyền trên mạng xã hội việc đăng tải thông tin không đúng đã làm xôn xao dư luận mỗi chúng ta cần phải tỉnh táo không lan truyền những hình ảnh câu chuyện chưa được xác thực gây hoang mang dư luận ảnh hưởng tới người khác